Con kính chào ông Cố Vũ Bình, con là Thúy Nga. Con xin phép được thay mặt Ban biên tập 40 năm thành lập Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Tây Úc, đặc biệt trong giai đoạn 10 năm kể từ năm 2011 cho đến nay là năm 2021. Con rất hân hạnh và cảm ơn ông Cố Vũ Bình đã đến với chương trình phỏng vấn hôm nay. Kính thưa ông Cố, thừa tác viên giúp lễ và thừa tác viên ngoại thường chào mừng Thánh Chúa là những giáo dân được mời phục vụ bàn thánh dựa trên một số tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Như là những giáo dân có phẩm chất đạo đức tốt và được giáo hội địa phương huấn luyện để phục vụ bàn thánh và giúp linh mục cho ban mình Thánh Chúa cho giáo dân. Thừa tác viên ngoại thường được linh mục quản nhiệm hay cha chánh xứ mời chào mừng Thánh Chúa khi cần. Riêng trong Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Tây Úc của chúng ta nơi đây, con xin ông Cố cho biết ban thừa tác viên được thành lập năm nào và hiện nay có bao nhiêu thừa tác viên giúp lễ, bao nhiêu thừa tác viên ngoại thường cũng như công việc phân công để phục vụ bàn thánh ra sao thưa ông Cố? Con là Phaolô Vũ Văn Bình. Thay mặt quý thừa tác viên trong công đoàn, xin thân ái kính gửi lời chào đến quý cha, quý sơ, quý cộng đoàn, cũng như quý khán thánh giả khắp nơi đang theo dõi cuộc phỏng vấn, các sinh hoạt của ban thừa tác viên đánh dấu 40 năm thành lập Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Tổng giáo phận Perth, Tây Úc. Cảm ơn chị Thúy Nga đã cho tôi có cơ hội để trả lời những câu hỏi này. Từ khi thành lập Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Tây Úc, cha cựu quản nhiệm Francis Lý Văn Ca đã mời một số thành viên làm thừa tác viên giúp phục vụ bàn thánh và trao mình Thánh Chúa cho giáo dân vào các dịp lễ lớn quy tụ đông người tham dự. Một số các thừa tác viên đã qua đời, một số vị thì nay đã già yếu, cũng có một số vị khác vẫn còn phục vụ với vai trò thừa tác viên của mình cho đến ngày hôm nay. Cảm ơn chị. Ban thừa tác viên thuộc Cộng đoàn Công giáo Việt Nam được tổ chức huấn luyện theo đúng tiêu chỉ của Tòa giám mục thuộc Tổng giáo phận Perth. Từ năm 2005, thời linh mục cựu quản nhiệm Phêrô Nguyễn Minh Thúy, Ngài đã thẩm định và gửi một số anh chị em trong Cộng đoàn Công giáo Việt Nam đi học khóa thừa tác viên ngoại thường trao mình Thánh Chúa. Và sau đó, Ngài lại gửi một số quý ông đi học khóa thừa tác viên giúp lễ do Tòa giám mục đào tạo để về phục vụ cho cộng đoàn. Và kể từ đó là ban thừa tác viên được thành lập và sinh hoạt. Kế tiếp, với những hướng dẫn và thao huấn của linh mục cựu quản nhiệm Phêrô Nguyễn Mộng Huỳnh và linh mục phụ tá Mikaia Phạm Quang Hồng, với yêu cầu về nhân sự, các ngài cũng đã gửi một số người đi theo học các khóa kế tiếp mà tòa giám mục đào tạo để bổ sung cho ban thừa tác viên của cộng đoàn của mình đây. Cho tới ngày hôm nay, linh mục Đa Minh Nguyễn Kim Sơn đương nhiệm, Ngài tiếp tục củng cố các thừa tác viên trong cộng đoàn từng bước đi vào cái nề nếp. Hiện giờ thì có 17 thừa tác viên giúp lễ, đa số là những người cao tuổi, 65 tuổi trở lên thưa chị. Trong đó thì có 10 thừa tác viên ngoại thường, nhưng trong cái số 10 thừa tác viên này thì có 3 sơ, rồi 6 thừa tác viên là nữ và 1 nam. Còn các em thiếu nhi phục vụ bàn thánh thì việc này tùy thuộc vào cha mẹ của các em có thường xuyên đưa đón các em được hay không, để đến trong các cái phiên mà chúng tôi được chia cho các em giúp lễ. Về phân công phục vụ bàn thánh thì các thánh lễ vào chiều thứ bảy và Chúa Nhật ấy, thì các thừa tác viên đều được có lịch để phân công phụ trách, kể cả thừa tác viên ngoại thường. Trong đó có luôn luôn có 4 vị thừa tác viên là thường trực trong tháng để thay thế cho những vị vắng mặt. Còn những ngày khác vào ngày thứ 3 đến ngày thứ 6 lễ chiều thì thường xuyên có 4 vị thay luân phiên nhau phục vụ bàn thánh. Thưa chị, vì đây là công việc phục vụ với tinh thần tự nguyện, nếu ai có thể phục vụ được trong những thánh lễ nào thì chúng tôi mới phân công. Vì mỗi người đều có những cái hoàn cảnh riêng của họ. Riêng các lễ lớn thì
Ở trong cộng đoàn mình ấy, thì có các thánh lễ lớn như Giáng sinh, Phục sinh, rồi các cái cuộc rước kiệu, đi đàng thánh giá, mùi chay trong năm, thì chúng tôi đều mời gọi các thừa tác viên giúp lễ mặc áo an pha trắng, đồng phục. Rồi trong cái tháng 3 năm 2021 vừa rồi đó là cha Đa Minh Nguyễn Kim Sơn có về nhận chức quản nhiệm cộng đoàn, thì ban thừa tác viên có đề nghị và được ngài chấp thuận là sẽ may áo mới cho an pha mới cho tất cả các thừa tác viên. Rồi đối lực đó là thừa tác viên giúp lễ, và bây giờ thì cũng bổ túc thêm là may thêm áo cho các thừa tác viên ngoại thường. Cái này dành cho các vị đó cho giao vận rước lễ, bởi vì việc đi lên xuống thì cần sự nghiêm trang và cho nó dễ coi hơn. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn ông cố. Tạ ơn Chúa, cộng đoàn mình cũng có một cái số thừa tác viên cũng nhiều và có những chương trình rất là kỹ lưỡng để cho mọi sinh hoạt nó được tốt đẹp. Thưa ông cố, các thừa tác viên được mời gọi dựa trên những tiêu chuẩn đã quy định như con đã đề cập đến trong phần đầu. Nhưng sau khi được huấn luyện thì các thừa tác viên sẽ phục vụ trong bao lâu hay suốt đời, thưa ông cố? Cảm ơn chị hỏi câu hỏi này. Về thời gian phục vụ của các thừa tác viên được phân loại như sau. Về giáo hữu phục vụ bàn thánh được quy định là dù nhỏ tuổi hay lớn tuổi đều phải có sự tự ý của họ chấm dứt tác vụ thừa tác viên của mình vào bất cứ lúc nào và bất cứ lý do gì. Còn thừa tác viên ngoại thường trao mình thánh Chúa thì được thi hành nhiệm vụ của mình trong vòng 2 năm và sau thời gian đó sẽ được cứu xét về tình trạng phục vụ của họ để nếu có thể thì cho tái tục trong nhiệm kỳ 2 năm tới hoặc là chấm dứt tác vụ của họ ngay. Rồi đối với thừa tác viên giúp lễ thì được bổ nhiệm suốt đời vào mục vụ đoàn, nhưng mà trong cái yêu cầu của tổng giáo phận mình đây ấy, thì 5 năm thì họ được có thể được tái tục cái thừa tác vụ của họ. Cảm ơn ông cố đã giải thích rất là cặn kẽ. Dạ, vâng thưa ông cố, được gần Chúa khi phục vụ bàn thánh, thừa tác viên giúp lễ phải chuẩn bị những gì và cần phải có những tác phong hay cử chỉ nào cho xứng đáng khi thi hành nhiệm vụ trong phụng vụ? Vâng, câu hỏi này vô cùng quan trọng. Thì thưa chị và thưa toàn thể quý vị, trong cái huấn thị ngày 25 tháng 1 năm 1973 của Đức Cố Giáo Hoàng John Paulo và Đức Benjamin Hickey đã dạy, đối với bất cứ ai được giáo hội trao phó tác vụ thiêng liêng này thì coi như là được mời gọi vào một tác vụ cao trọng tràn đầy tình thương. Trước khi tuyển chọn thừa tác viên giúp lễ hoặc là thừa tác viên ngoại thường trao mình thánh Chúa, dựa trên tài liệu của tòa thánh đã được phát thảo và đã được đưa ra những cái tiêu chuẩn sau đây. Thứ nhất là bản thân của người được dự tuyển phải tỏ sự hiện sự tốt lành của mình qua nếp sống công giáo, qua đức tin và qua phẩm hạnh. Thứ hai là phấn đấu để được xứng đáng với tác vụ cao trọng này. Thứ ba là vun trồng sự sùng kính đối với huyền nhiệm thánh thể. Và thứ tư là hành động nêu gương cho các tín hữu khác qua lòng mộ đạo và sự tôn kính dành cho hy lễ thánh thiện cực trọng này nơi bàn thánh. Cụ thể như vậy thì người thừa tác viên luôn luôn phải có những tác phong đạo đức, tư cách, trang phục và tất cả mọi việc là phải có chuẩn mực. Cử chỉ đi lại nghiêm trang, nói chung là phải chuẩn bị trong, ngoài cho cân xứng trước, trong và sau khi thi hành tác vụ của mình. Dạ, con cảm ơn ông cố đã giải thích cho con và mọi người hiểu rất là cặn kẽ. Vâng, thưa ông cố, ngoài việc phụng vụ bằng thánh và giúp linh mục trao mình thánh Chúa cho giáo dân, xin ông cố cho con và mọi người biết các thừa tác viên giúp lễ có những nhiệm vụ nào khác trong cộng đoàn mình không, thưa ông cố? Thưa chị, nói chung hầu hết tất cả các thừa tác viên trong cộng đoàn với độ tuổi trung niên và cao niên, về sức khỏe và việc đi lại thì có hạn chế.
có những vị còn có khả năng thì họ lại tham gia phục vụ trong các đoàn thể hoặc là các hội đoàn khác một cách rất là đắc lực. Ngoài việc phục vụ giúp linh mục trao mình Thánh Chúa cho giáo dân, họ còn có nhiệm vụ mang và trao mình Thánh Chúa cho những người già yếu, những người bệnh hoạn đang điều trị hoặc là dưỡng bệnh tại nhà. Đó là được theo yêu cầu. Nếu được theo yêu cầu thì họ sẽ làm cái nhiệm vụ đó. Cảm ơn chị. Dạ, yeah, cảm ơn ông cố. Dạ, yeah, và cuối cùng xin ông cố cho chúng con biết ban thừa tác viên có những sinh hoạt nào khác trong năm và lễ bổn mạng của ban thừa tác viên là gì và vào ngày nào, thưa ông? Dạ, yeah, thưa chị, với công tác phục vụ bàn thánh cùng với nghi thức phục vụ chung mà các thừa tác viên được trao, những công việc này được thực hiện một cách thường xuyên và liên tục. Hàng năm vào tháng 6, lễ kính mình máu Thánh Chúa cũng là lễ bổn mạng của thừa tác viên trong cộng đoàn. Thì trong những cái ngày đó thì ban thừa tác viên có tổ chức tĩnh tâm cho các thừa tác viên dưới sự giảng huấn của quý cha, sau đó tổng kết và rút ưu khuyết điểm trong các công tác mục vụ trong năm vừa qua. Rồi ngoài ra thì vào thứ năm tuần thánh thì ban thừa tác viên có phiên chầu riêng cầu nguyện cho các linh mục và cầu nguyện cho chính mình nữa để luôn luôn biết chu toàn cái sứ vụ đã được trao. Cảm ơn chị. Con xin cảm ơn phần trình bày rất bổ ích của ông cố, vì đây là một lĩnh vực mà các giáo dân bình thường không mấy am hiểu. Xin Chúa chúc lành và ban cho ông cố cùng tất cả quý thừa tác viên giúp lễ cũng như quý thừa tác viên ngoại thường nhiều niềm vui và bình an trong mọi tác vụ phục vụ Chúa và cộng đoàn. Một lần nữa, con xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của ông cố Vũ Bình trong chương trình phỏng vấn hôm nay. Con xin chào. Cảm ơn chị, cảm ơn tất cả quý vị. Con nhận ra tiếng ngài tìm nơi đâu, nơi con tim u mờ, bàn chân con cô đơn giữa dòng đời, xin cho con được nhận ra Chúa trên con đường lập lờ gió ngàn trôi. Chúa ơi, nơi tim con khao khát chờ mong. Chúa ơi, cuộc đời con xin trao về Ngài, ngay khi vui hay khi thất bại, giữa dòng đời đầy bon chen, xin cho con nhận ra tiếng Chúa.